Xin chào cô chú anh chị và các bạn, phúc chúc mọi người có những ngày lễ thật là vui và hạnh phúc bên gia đình. Thì hôm nay mình lại vào bếp và chia sẻ tới các bạn một món bánh vừa đơn giản mà lại dễ làm và lại có rất là nhiều dinh dưỡng luôn. Khi ăn thì phần bánh của mình dẻo ngon nhưng ở bên trong thì đậm đà, kết hợp cùng với lại nước mắm, rau sống, ăn không hề bị ngán nha. Thì các bạn có thể làm món bánh này để chiêu đãi cho gia đình của mình. Và để biết cách làm chi tiết thì mời mọi người hãy cùng theo dõi hết video và cùng vào bếp làm với Phúc nha. Và đây là tất cả nguyên liệu mình chuẩn bị cho món bánh này. Đầu tiên thì mình sử dụng ở đây là 300 g bột nếp Thái. Về phần nhân thì mình xài nhân tôm 100 g, 100 g thịt thì phần thịt này các bạn không cần xay nhuyễn, mình cắt hạt lựu là được rồi. Một củ cà rốt nhỏ, một củ su, một củ hành tím, dưa leo và một ít rau sống để ăn kèm. Và tất cả nguyên liệu để làm bánh mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm vào xem. Và để làm thì mình bắt đầu đi ướp thịt trước. Các bạn cắt nhỏ cái củ hành tím này ra. Hành khi đã cắt nhỏ xong rồi thì mình sẽ cho hết 100 g thịt vào trong một cái tô khác. Rồi các bạn cũng cho tôm vào luôn. Và cho hết cái chỗ hành tím mình đã cắt nhỏ vào. Khi đã cho vào xong thì bắt đầu mình nêm gia vị. Các bạn cho vào chút xíu muối, một ít bột ngọt, chút xíu đường và cho vào là 2 muỗng cà phê nước mắm. Thì phần nhân này các bạn chỉ cần nêm cho vừa ăn là được. Khi đã cho vào xong hết thì mình trộn đều lên và để đây cho phần nhân thấm tầm khoảng là 10 phút. Tiếp theo thì mình sẽ đi bào nhỏ cái phần cà rốt và củ su này ra. Các bạn bào sợi như thế này. Cà rốt bào xong thì mình sẽ bào luôn cái phần củ su nha các bạn. Su thì mình bào nửa củ thôi cũng được, tại vì một củ mà bào ra thì được rất là nhiều. Su và cà rốt bào xong thì mình sẽ dùng dao nè, mình cắt cho nó nhỏ lại. Cắt xong thì mình cho cái phần cà rốt và củ su này qua đĩa. Và các bạn cắt tương tự tới khi nào hết thì thôi nha. Cà rốt và su su thì mình cũng đã cắt nhỏ ra xong hết rồi. Và các bạn cũng đổ bột ra ngoài thau. Mình cho cái phần cà rốt và su su này trộn đều với lại bột luôn nha các bạn. Trước khi làm thì mình cần vệ sinh tay cho sạch. Các bạn trộn đều. Và sau đó từ từ mình cho nước lọc vô. Mình nhồi lại cho bột thành cái khối dẻo mịn là được. Nước thì mình cho từ từ, tới khi nào bột của mình vừa tay nhồi là được rồi. Khô thì mình cho thêm. Bột nếp thì mình cũng đã nhồi lại cho thành cái khối dẻo này các bạn. Thì tổng cái lượng nước lọc mình cho vào trong thau bột là 300 ml. Nhồi xong rồi thì mình cũng để đây cho bột nghỉ tầm khoảng là 15 phút. Trong lúc đợi bột nghỉ thì mình sẽ đi xào nhân, các bạn cho vào trong chảo một ít dầu ăn. Rồi mình mở bếp lên đợi cho phần dầu này nóng. Khi dầu đã nóng rồi thì mình cho hết cái phần tôm thịt vô. Cho vào xong rồi thì mình đảo đều để cho cái phần tôm và thịt này được chín hẳn. Tôm và thịt thì mình cũng đã xào cho chín hẳn rồi nè các bạn. Cuối cùng thì mình cho vào đây một ít tiêu xay. Còn các bạn không ăn được tiêu thì mình có thể bỏ qua cái bước cho tiêu này. Cho vào xong mình tắt bếp và nhắc xuống. Nhân thì mình cũng đã xào xong và thau bột cũng đã để nghỉ đủ thời gian rồi các bạn. Thì mình có chuẩn bị thêm ở đây một ít dầu ăn. Các bạn thoa lên trên tay và mình lấy một cái lượng bột vừa đủ. Tầm khoảng là bao nhiêu đây? Mình dàn mỏng ra. Sau đó thì các bạn múc cái phần tôm thịt này mình cho vô. Khi đã cho vào xong thì mình ốp đều lại. Sau đó thì mình vo tròn. Và mình cho cái phần bột này lên trên cái miếng lá chuối.
Như vậy là mình đã làm xong được một cái bánh này các bạn. Mình để qua mâm và làm tương tự với phần tiếp theo. Món bánh này rất là đơn giản mà lại có đầy đủ dinh dưỡng luôn. Cái bánh thứ hai thì cũng đã xong luôn rồi nè các bạn. Mình làm tương tự cho tới khi nào mà hết bột thì thôi nha. Bánh thì mình cũng đã nắn xong hết rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước sôi và đem đi hấp. Nồi nước thì cũng đã sôi, mình xếp bánh từ từ mình cho vào. Mỗi mẻ bánh như thế này thì mình sẽ hấp trong vòng 5 phút. Và hấp với lửa nhỏ thôi. Các bạn hấp lửa lớn á, thì cái phần bột của mình nó sẽ nở ra, nó phình lên và cái bánh không có được đẹp. Cho vào xong hết thì mình đậy nắp lại. Nồi bánh thì mình cũng đã hấp đủ thời gian rồi các bạn. Và phần bánh của mình cũng đã chín rồi. Mình lấy hết chỗ bánh này ra và hấp tiếp tục với mẻ còn lại. Phần bánh nếp nhân tôm thịt thì mình cũng đã hấp xong rồi này các bạn. Thì mình để đây cho cái phần bánh của mình hơi nguội lại một chút. Và trong cái thời gian đó mình sẽ đi làm nước mắm để mà ăn kèm. Phần bánh thì mình cũng đã hấp xong rồi các bạn. Thì mình sẽ đi làm cái phần nước chấm để ăn kèm. Và để làm nước chấm thì mình cho vào trong chén là một muỗng canh đường cát, 3 muỗng canh nước ấm, 1 muỗng canh giấm chua. Sau đó thì mình hòa tan cái chỗ đường này ra. Đường thì cũng đã hòa tan xong và mình cho vào trong chén là 2 muỗng rưỡi canh nước mắm. Nếu các bạn thích ăn nước mắm đậm hơn thì mình cho nhiều một chút. Rồi mình trộn đều lại. Cuối cùng thì mình cho cái phần tỏi ớt băm nhỏ vào. Như vậy là mình cũng đã pha xong cái chén nước chấm rồi các bạn và bắt đầu thưởng thức cái món bánh này luôn nha. Phần nước mắm thì mình cũng đã làm xong rồi các bạn. Thì bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức cái món bánh nếp nhân tôm thịt này với mình. Và đây là phần bánh của mình nè các bạn, để mình cắt ra xem bên trong cái phần bánh này như thế nào nha. Đây là cái phần nhân ở bên trong. Có tôm có thịt nhìn rất là ngon nha các bạn. Khi ăn thì mình sẽ chấm kèm với lại nước mắm chua ngọt và các bạn ăn kèm thêm rau sống nữa thì rất ngon. Phần bánh nếp khi ăn vào thì da bánh dẻo ngon, có vị ngọt của rau củ, su su và cà rốt. Phần nhân thịt tôm ở trong thì mình làm rất đậm đà, kết hợp cùng với lại nước mắm, chua ngọt, rau sống ăn rất ngon và không bị ngán. Và món bánh này thì lại có đầy đủ dinh dưỡng luôn nha. Cách làm thì lại đơn giản nữa. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong cái món bánh này rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Mình xin chào và hẹn gặp lại.